Giá cà phê hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2024, giá cà phê trong nước tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 26 tháng 5 năm 2024 tăng tới 73 đô la tấn so với phiên giao dịch trước, giao động từ 3.616 đến 3.892 đô la tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.892 đô la mỗi tấn kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.806 đô la mỗi tấn, kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.709 đô la tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 1 năm 2025 là 3.616 đô la tấn. Tương tự, giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 25 tháng 5 năm 2024 tăng nhẹ, từ 2,4 đến 2,6 centa. Bar. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 218,25 cent ba, kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 217,35 cent ba, kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 216,1 cent ba và kỳ giao hàng tháng 3 năm 2025 là 215,25 cent ba. Giá cà phê Arabica Brazil sáng ngày 26 tháng 5 năm 2024 tăng giảm thất thường giao động từ 260.55 đến 273.25 đô la tấn. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 273.25 đô la mỗi tấn. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 266.45 đô la mỗi tấn. Kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 262.4 đô la tấn và giao hàng tháng 3 năm 2025 là 260.55 đô la tấn. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 5 giờ 10 phút ngày 26 tháng 5 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong nước tăng 1.500 đồng kg. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 115.700 đồng mỗi kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 116.000 đồng kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Con Tum ở mức giá 115.000 đồng mỗi kg tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 116.000 đồng kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân, cà phê nhân tươi tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà. Cà phê được thu mua với giá 114.500 đồng kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 25 tháng 5 tại tỉnh Đắk Lắk ở huyện cư Mờ Ga Cà Phê được thu mua ở mức khoảng 115.500 đồng mỗi kg. Còn tại huyện Y Leo, thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 115.600 đồng kg. Năm 2024 sẽ là năm thứ ba liên tiếp Brazil ghi nhận mức tăng về sản lượng. Dữ liệu nằm trong khảo sát lần thứ hai về thu hoạch cà phê năm 2024 của Cona. Ước tính Brazil sẽ thu hoạch 42,11 triệu bao cà phê Arabica và 16,71 triệu bao cà phê Robusta. Song song với sản lượng tăng, Năng suất trung bình của cả cà phê Arabica và Robusta niên vụ này cũng được dự đoán sẽ tăng thêm gần 6% so với năm ngoái. Đến năm 2024, tổng diện tích trồng cà phê của Brazil là 2,25 triệu hecta tăng 0,5% so với vụ trước. Giá tiêu hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2024, tăng ngày thứ năm liên tiếp và rịa Vũng tàu cán mốc kỷ lục 120.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay, ngày 26 tháng 5 năm 2024, tại khu vực tây nguyên và đông nam bộ tiếp tục đã tăng thêm 1.000 đồng/kg. Theo đó, giá tiêu đắk lắc được thu mua ở mức 119.000 đồng mỗi kg tăng 1.000 đồng kg so với giá ngày hôm qua, giá tiêu chư xê. Gia Lai hiện ở mức 119.000 đồng kg tăng 1.000 đồng kg so với ngày hôm qua, giá tiêu đắt nông hôm nay ghi nhận mức tăng 500 đồng mỗi kg lên mức giá 119.500 đồng kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay cũng tăng 1.000 đồng kg. Theo đó, tại khu vực Bà Rịa, Vũng Tàu lên mức đỉnh 120.000 đồng kg và khu vực Bình Phước lên mức 119.000 đồng kg. Như vậy, giá tiêu trong ngày cuối tuần tiếp tục tăng mạnh ngày thứ năm liên tiếp. Lập kỷ lục mới ở Bà Rịa, Vũng Tàu với mức giá là 120.000 đồng kg. Đáng chú ý, mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng tiêu hạn chế bán hàng ra. So với thời điểm cuối tháng 4 năm 2023, giá tiêu trong nước hiện đã tăng khoảng 22%. Đồng thời, mức giá này tăng gần 50% so với hồi đầu năm và tăng gần 65% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê Gia Lai, giá tiêu có thể kéo dài đà tăng trong vòng 10 năm tới trong bối cảnh sản lượng tiêu không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các quốc gia sản xuất tiêu lớn khác đang suy giảm. Theo đó, giá tiêu có thể lên tới 350.000 đến 400.000 đồng kg, mức chưa từng có trong lịch sử. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù giá tiêu đang tăng cao kỷ lục nhưng giao dịch trên thị trường lại có xu hướng giảm dần do tâm lý của người trồng tiêu kỳ vọng giá sẽ còn tăng tiếp ngoài ra lượng tiêu trong dân không còn nhiều nên không có hàng để đưa ra thị trường